Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện chiến dịch cao điểm lấy mẫu tầm soát F0 diện rộng trên toàn địa bàn đến hết ngày 30 tháng 9. Cùng với y tế địa phương, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, học viên các đơn vị quân đội chi viện đã không ngại gian khó có mặt ở khắp các phường xã trực tiếp tham gia tầm soát COVID-19 trong cộng đồng, ghi nhận tại quận 12. Phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn thuộc vùng đỏ, có số ca mắc cao. Trong những ngày qua, lực lượng quân y đã được tăng cường tại đây, bất kể ngày đêm, phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương, đến từng khu phố lấy mẫu. Trung bình mỗi ngày tại đây lấy từ 5.000 đến 7.000 mẫu xét nghiệm COVID-19. Của chúng tôi là có 36 đồng chí, triển khai thành 18 tổ, đi lấy mẫu, mỗi tổ là mỗi kíp là 2 đồng chí. Và đến chiều ngày hôm qua, theo số liệu báo cáo là được 14.236 ca, trong đó thì báo cáo là có khoảng độ 115 ca là dương tính. Chúng tôi đã lên tất cả các tinh thần, đó là làm việc hết mình và làm sao để giúp đỡ cho người dân của thành phố Hồ Chí Minh là thực hiện cái kết quả lấy mẫu test nhanh diện rộng, đảm bảo chính xác, hiệu quả, an toàn. Trên địa bàn quận 12 có 248 y bác sĩ thuộc Học viện Quân y tăng cường đợt này, được chia thành nhiều tổ nhỏ, mỗi tổ gồm 4 thành viên, phân bổ về 11 phường. Chúng tôi đã chia ra các cái tổ nhỏ và chia để đi làm công tác lấy mẫu. Như ngày hôm qua thì bọn tôi tổng cộng lấy khoảng hơn 60.000 mẫu. Trong quá trình lấy mẫu thì khi chúng tôi phát hiện ra những bệnh nhân dương tính, bệnh nhân mắc virus SARS-CoV-2 thì bọn tôi phối hợp cùng với địa phương để có kịp thời đưa ra hướng điều trị tiếp theo cho những bệnh nhân phát hiện dương tính. Với sự tiếp sức của lực lượng quân y, quận 12 đã tăng cường xét nghiệm nhanh, kháng nguyên mẫu đơn cho toàn bộ người dân trong khu vực có nguy cơ cao với tần suất 2 ngày một lần. Các vùng còn lại thực hiện xét nghiệm bằng PCR mẫu gộp đại diện hộ gia đình 4 ngày một lần. Chúng tôi rất là hoan nghênh và vì lực lượng này đã hỗ trợ chúng tôi trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm rất là tốt. Trước đây thì lực lượng y tế tại chỗ là do cái trận dịch này kéo dài cho nên là cũng có sự đuối sức. Vì cái bộ đội tích cực hỗ trợ địa phương lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên cái diện rộng đã giúp địa phương kịp thời phát hiện, cách ly, điều trị các cái bệnh nhân COVID phù hợp và hiệu quả. Nơi tâm dịch, những người lính quân y luôn nêu cao ý chí, bản lĩnh, kiên cường, ngày đêm miệt mài lấy mẫu phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 với mục tiêu duy nhất là bảo vệ an toàn cho nhân dân là trên hết, trước hết. Thưa quý vị, như vậy là 9 tháng của năm 2021 đã trôi qua. Tuy nhiên, còn rất nhiều bộ ngành địa phương chưa phân bổ hết số vốn đầu tư công theo kế hoạch. Xem giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ quan trọng từ nay đến cuối năm, góp phần khôi phục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó là tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý những vấn đề vi phạm, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, xem đây là tiêu chuẩn để đánh giá cán bộ vào cuối năm. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc chính phủ với các bộ ngành cơ quan trung ương và các địa phương để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công diễn ra ngày hôm nay. Năm 2021, kế hoạch đầu tư công là 500.000 tỷ đồng, song đến nay cả nước mới giải ngân đạt 47%. Việc giải ngân chậm do nhiều nguyên nhân như công tác giải phóng mặt bằng, đấu thầu, thay đổi chính sách và quy định, năng lực chủ đầu tư, nhà thầu, thực hiện giãn cách xã hội, tập trung nguồn lực cho chống dịch. Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh còn 3 tháng nữa là hết năm, trong khi còn trên 50% vốn trong kế hoạch chưa được giải ngân. Đây là một thách thức, khó khăn rất lớn, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm rất cao để giải ngân đạt yêu cầu. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng từ nay đến cuối năm. Để chúng ta tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có tập trung, có trọng tâm, trọng điểm. Biến cái nguồn lực này thực sự góp phần và khôi phục cũng như là đẩy mạnh cái phát triển kinh tế xã hội. Với mục tiêu là đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất, kịp tiến độ, hiệu quả, Thủ tướng nêu giải pháp hiện nay trước tiên vẫn là kiểm soát dịch bệnh tốt. Do đó các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định theo tinh thần chỉ đạo chung, tránh việc mỗi nơi làm một kiểu. Giấy đi đường thôi mà báo cáo với các ông chí là Thủ tướng rồi Phó Thủ tướng rồi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn chỉ đạo liên tục rồi, thế mà cũng vẫn còn vướng mắc, ách tắc cục bộ. Tinh thần chung là chúng ta phải, cái giải pháp là chúng ta kiểm soát dịch bệnh trên tinh thần có những cái nguyên tắc chung, có linh hoạt sáng tạo trong cái khuôn khổ và làm sao cho nó có hiệu quả. Chứ linh hoạt sáng tạo mà lại không có hiệu quả thì linh hoạt sáng tạo đấy không phải đổi mới. Đối với các dự án chưa giao vốn, Thủ tướng yêu cầu thẩm định kỹ, thận trọng. Trong bối cảnh vốn nhà nước có hạn,
thì cần lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt mọi nguồn lực trong xã hội để huy động vốn cho đầu tư phát triển. Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát huy vai trò là người đứng đầu, phải nêu cao cái tinh thần trách nhiệm để mà tổ chức, để mà lãnh đạo chỉ đạo, để mà phát hiện ra những cái khó khăn để tháo gỡ và tăng cường cái giám sát kiểm tra để mà xử lý những vấn đề vi phạm và cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, rồi xem đây là một cái, trong những cái tiêu chuẩn để mà đánh giá cán bộ vào cuối năm. Thủ tướng đề nghị chủ động điều chỉnh vốn từ dự án chậm sang dự án giải ngân tốt hơn. Có thể điều chỉnh vốn từ địa phương, cơ quan này sang địa phương, cơ quan khác. Tiếp tục diễn biến phiên xét xử phúc thẩm vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án nhà máy nhiên liệu sinh học Phú Thọ, Ethanol Phú Thọ. Hôm nay nêu quan điểm giải quyết đối với phần kháng cáo của 6 bị cáo và công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Mai Phương, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị hội đồng xét xử y án đối với các bị cáo. Phía Viện Kiểm sát tiếp tục khẳng định các bị cáo đã gây thiệt hại cho Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí số PVP hơn 500 tỷ đồng, hiện chưa được khắc phục. Hành vi phạm tội của 6 bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, song các bị cáo đều chưa có tiền án tiền sự và trong quá trình điều tra xét xử đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đây là những tình tiết giảm nhẹ hình phạt trên cơ sở đánh giá tính chất hành vi và hậu quả phạm tội, cũng như nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội giữ nguyên mức án tại bản án sơ thẩm, đề nghị tuyên bác toàn bộ kháng cáo của 6 bị cáo. Liên quan đến đơn kháng cáo của Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Mai Phương, đề nghị tòa phúc thẩm tuyên trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 3.400 m2 đất tại thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc mà bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã dùng tiền tạm ứng của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC mua trái quy định, gây thiệt hại cho PVC hơn 13 tỷ đồng. Viện Kiểm sát cho rằng không có cơ sở chấp nhận kháng cáo, cần giữ nguyên như bản án sơ thẩm, tuyên trả lại 3.400 m2 đất cho PVC. Dự kiến tòa phúc thẩm sẽ tuyên án vào 15 giờ chiều mai ngày 29 tháng 8. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục tạm dừng các chuyến bay thương mại nội địa đến sân bay Nội Bài và tàu hỏa chở khách đến Hà Nội vì diễn biến dịch bệnh vẫn còn phức tạp. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhận định hiện nay nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ các tỉnh, thành phố khác vào Hà Nội vẫn còn rất cao. Vì vậy, để đảm bảo mục tiêu giữ vững an toàn tuyệt đối cho thủ đô, thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam dừng các chuyến bay thương mại nội địa đến sân bay quốc tế Nội Bài, chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Nam dừng vận tải hành khách bằng đường sắt đến Hà Nội. Với trường hợp phục vụ công tác công vụ, nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, vận chuyển hàng hóa hoặc tiếp nhận người dân từ các tỉnh, thành phố khác về Hà Nội bằng máy bay, tàu hỏa, thành phố Hà Nội đề nghị thực hiện khi có sự đồng ý của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội. Sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới kiểm tra công tác phòng chống dịch tại tỉnh Bình Dương, địa phương đang làm tốt công tác phòng chống dịch trong thời gian qua và đã sẵn sàng cho hoạt động sản xuất trong điều kiện bình thường mới. Từ con số trên 3.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày, những ngày qua, số ca mắc ở Bình Dương đã giảm mạnh. Con số thực tế chỉ là trên 1.500 người. Nó mắc ở Bình Dương hiện nay đang 10.000 cái ca này, tức là test nhanh thôi. Test nhanh thì đưa vào khu điều trị, mình công nhận về chính sách của tỉnh, báo cáo, tức là công nhận F0. Nhưng mà quy định của bộ á, là phải có PCR. Trong khi mình làm hai lần cái test nhanh đi vào điều trị xong rồi test nhanh âm tính mình cho về, rồi 7-10 ngày cho về. Thế là bây giờ bắt một cái PCR nữa, mà mỗi cái PCR vậy 700-800 ngàn. Thế thì Bình Dương cũng như thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay Bình Dương mắc 10.000 ca này. Nhờ làm tốt công tác xét nghiệm, truy vết, khoanh vùng nên số lượng ca F0 ở Bình Dương giảm mạnh, 96,3% số ca mắc trong các khu phong tỏa. Trước diễn biến này, tỉnh đã chỉ đạo các thành phố, ban quản lý các khu công nghiệp khẩn trương có phương án sớm mở cửa lại, cho phép các doanh nghiệp được hoạt động. Đấy, họ đã có phương án để mà họ đưa lại sản xuất bình thường, đúng không? Như mọi người nói, họ trình lần thứ nhất thì tuần trước, xong rồi yêu cầu chỉnh sửa thì họ chỉnh sửa lần vừa qua rồi. Vâng. Thì tôi nghĩ là mình làm thử đi. Vâng. Tại vì đây là việc bây giờ mình còn để mãi như thế này thì chỉ có 5% công nhân làm được ở thế này. Tôi nói với các bạn là
tôi đã hỏi các cái chuyên gia tư vấn tâm lý, người ta nói những cái này là chỉ 2 tuần, cùng lắm là 3 tuần, đến tuần thứ 4 là ảnh hưởng đến tâm lý của người lao động, sức khỏe, tâm lý. Để có thể trở lại sản xuất trong bối cảnh bình thường mới tại Bình Dương, rất nhiều kịch bản và đề xuất đã được tính tới. Trong đó có vai trò của y tế tư nhân trong việc phối hợp với các doanh nghiệp để điều trị nếu xuất hiện ca F0 mới. Tôi xin nói là thành phố Hồ Chí Minh, người dân như Bình Dương không khám ở công nữa. Người ta khám ngoài tư, người ta riêng một công ngoài tư đã có trong tay người ta khoảng gần 500-1.000 bệnh nhân. Có người thì ông quản lý luôn 500-1.000 bệnh nhân F0 ấy. Tại nhà thì có phải là rộng quá là tốt đỡ cho năng lượng, nhưng mà mình phải cho người ta cái phí để người ta theo dõi điều trị. Tiếp thu ý kiến của anh Lân Hiếu là mình tăng cường huy động cái tư nhân vào, tăng cường cái tổ y tế cộng đồng, đặc biệt tư nhân đấy là mình để cho tư nhân là lo cái đầu với các cái doanh nghiệp, để doanh nghiệp người ta tự làm cái phương án của người ta và phối hợp với y tế, huy động tư nhân tham gia cái này để có cái phương án của người ta. Để khi mà tới đây khi mình hoạt động thì nhà máy xanh, nơi ở xanh rồi, đúng không? Mình công nhân xanh thì mình cho người ta hoạt động. Công tác phòng chống dịch vẫn là ưu tiên số 1 của Bình Dương, nhưng địa phương này cũng đã sẵn sàng khôi phục sản xuất và thích ứng với tình hình mới.